Mời bà con chiêm ngưỡng những cây mít ruột đỏ sơ vàng Indo ha, lá bầu Cây nè, bên em nè Cây bự trà bá nè anh luôn Góc mứt được không Đó Cây bên em là vậy đó Nhưng mà bà con biết đôi khi giao cây chất lượng vậy nè Đến khách vẫn còn chê xấu Đã chưa Thôi tôi tượt mập Chạy nè. Ừ. Vậy mà em vẫn thấy một số cơ sở Họ giao cái cây gì đâu Nó ốm nhơm ốm nhách ờ, Góc bằng điếu thuốc à. Đối với khách hàng của em nha Em nói cô chú có buồn có giận em thôi Để trong lòng đừng có phá em là được Cho không thèm nữa Đó em nói sự thật luôn Cho là khách em không thèm nữa Bán cây gì mà còn bị chê đó và bên em mua bán rất là vui vẻ với những khách hàng dễ thương vui vẻ không cần mua nhiều mua ít gì tân vui làm tặng quà luôn là có mấy chục phần quà để như thế này để tặng cho bà con chúng ta đó thì mỗi phân khúc khách hàng mỗi cơ sở sẽ có cái khác nhau nên đôi khi cô chú chúng ta đừng so sánh khập khiển nhiều khi em cũng buồn chứ anh bán cây cỡ này mà còn bị chê rồi góc cái này là nhỏ rồi đó bà con, góc cái này là hai phân rồi nè. Tớ cũng muốn nu phải không?